Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một trò ảo thuật đơn giản, đó là đồng xu xuyên đáy cốc. Đầu tiên thì chúng ta cần chuẩn bị một cái cốc và một đồng xu như thế này. Bây giờ tôi sẽ biểu diễn trước và sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người. Được chưa? Đồng xu tôi để trong lòng bàn tay. Một, hai và ba. Dạ, làm lại nhé. 1, 2 và 3. Rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ thì thế này. Chúng ta sẽ để đồng xu trong lòng bàn tay. Và khi chúng ta hất đồng xu vào, chúng ta sẽ cho đồng xu đi qua đây. Đi dưới đây, lên đây, qua đây và lọt vào đây. Đi như thế này, đồng xu đi như thế này. Đấy. Thì để làm được điều đó thì chúng ta cần phải có một xíu ấy. Chúng ta để đây và chúng ta kêu 1 2. Khi đến lần thứ ba thì chúng ta đẩy đồng xu lên đầu mũi ngón tay và chúng ta hất nhẹ. Đấy, nó sẽ vào. Tôi sẽ làm lại. 1 2 và 3. Đấy, hất nhẹ thế này vào. Và độ khó của trò này thì tùy thuộc vào độ cao của cái ly. Cái ly càng cao thì chúng ta làm càng khó. Dễ nhất là được những cái ly tầm này thì chúng ta làm rất dễ và luyện tập một xíu nữa sẽ được. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công.